Hello anh em, thị trường ngày 17 tháng 7 bản tin trưa. Hôm nay thì mình phải chờ hết cái phiên trưa thì mình mới lên sóng chia sẻ với anh em nó cụ thể, nó chi tiết. Sáng nay thì mình có thời gian theo dõi cả thị trường toàn bộ phiên sáng thì có vài cái ý mà mình chia sẻ với anh em như này. Đầu tiên đó là nhóm bất động sản nó tiếp tục phá đáy. Với Novaland, với DG hay là với Dick, đúng không? Hay là với Phát Đạt. Đấy, nó tiếp tục nó thể hiện những cái diễn biến xấu. Rồi khi mà nhóm bất động sản tiếp tục phá đáy thì những cái con phía trên như là Nam Long này, như là Khang Điền này, như là TCH cũng bắt đầu đuối đuối rồi. Như vậy là cả nhóm này bắt đầu là reset rồi. Mình đánh giá là nhóm bất động sản khả năng sẽ reset và làm một ván mới trong thời gian tới nhá. Cái điều này là cái điều mà anh em sẽ phải lưu tâm. Khả năng là chúng ta cứ chờ đợi như hôm trước mình tham minh cho anh em là tầm cuối tháng 8 rồi tháng 9. Tháng 8 đầu tháng 9 có thể nó sẽ set up một cái nhịp mới cho anh em đối với bất động sản. Nó cũng mình cũng không chắc là nhịp có phải lớn hay không đâu, nhưng mà nó sẽ tương đối đấy, tương đối khoảng 30-50% nhớ là hoàn toàn có thể xảy ra, khả năng xảy ra, tại vì cái đà rơi của nó là tương đối mạnh, rồi kết hợp với cái việc mà 3-4 tháng vừa qua nó không tăng thì anh em đâu đó là kỳ vọng kỳ vọng các thứ là nó cũng kém đi, đúng không? Thì đến cuối năm nay thì xem là kinh tế hồi phục, các ngành nghề hồi phục thì rồi bất động sản nó có khởi sắc thì nó lại vẽ lên chuyện thôi. Đấy là câu chuyện mà nhóm bất động sản thì mình có nói anh em rồi, anh em xác định cầm qua nhịp này thì anh em phải chấp nhận nó rũ khoảng 10-15%, tức là khoảng cây rưỡi sàn đổ lên. Tầm đó thì anh em hãy chấp nhận anh em cầm, không thì anh em phải bán trước đi cơ. Chứ còn bây giờ thì muộn rồi, anh em hỏi đến mấy hôm nay lại bắt đầu có người hỏi là bán rồi đấy. Vậy là chứng tỏ là cũng có những cái áp lực là cắt lỗ nhất định rồi. Khi nào mà bất động sản nó phải tạo ra một vùng đổ vôn anh em nhá, thì lúc đó thì khả năng mới có đáy được. Còn không thì hiện tại cứ phải từ từ. Ok, đấy là nhóm bất động sản. Đấy là ý đầu tiên mà mình thấy được, mình chia sẻ với anh em. Vì thế nên là anh em mà muốn trung bình giá đội này phải từ từ nhá. Ai mà kẹp mà muốn trung bình giá thì phải từ từ. Còn ai muốn mua thì cũng phải từ từ. Bắt đáy bắt đủng thì từ từ. Đã có đáy đâu mà bắt. Cái thứ hai đó là mình thấy dòng tiền vào banh. Có thể là ngày hôm qua thì chúng ta thấy được sự hồi phục của nhóm banh, nhưng ngày hôm nay tiếp tục dòng tiền. Nếu mà kết phiên mà nhóm banh mà những cái con như là con MB này, con BIT này hay ACB này nó tích cực thì chúng ta phải rất để ý nha. Tại vì là mình thấy là có hai phiên dòng tiền vào banh rồi thì không biết là nó có đảo pha qua banh hay không, thì chúng ta cứ phải để ý để sau này chúng ta còn có vị thế và chúng ta còn thăm dò. Cái việc mà chúng ta theo dõi là hết sức là bình thường, tại vì là dù gì nhóm banh cũng là một nhóm mà có nền giá tốt trong cái thời gian vừa qua khoảng 3-4 tháng, đúng không? Tất nhiên là sóng banh rất khó có thể là chạy đâu đó khoảng 2 quý liền nhau, nhưng mà nó đã nghỉ đâu đó từ tháng 4 tới nay rồi, và hoàn toàn có thể là vượt 1300, có thể nó sẽ còn một cái nhịp nữa. Đấy, thì nó phải hỗ trợ thị trường, nó chiếm 42% vốn hóa mà. Thì chúng ta cũng nên chú ý tới nhóm banh, đặc biệt là con MB, con BIT. Đấy, còn ngoài ra thì những cái con nó khỏe như con Liên Việt, con HD Bank thì nó không còn những cái điểm mua rồi. Nó cũng rất phân hóa. Anh em mà đánh banh mà form dưới thì cũng nó chỉ hồi đường cây thôi. Cũng phải chọn lọc rất là kỹ. Thì mình đang thấy là dạng trên thì nó có HD Bank, có Liên Việt thì nó vẫn khỏe thôi. Còn dạng ngang thì nó đang có khoảng MB Bank, BIT, ACB, ba con đấy nó còn đang ngang đỉnh thời đại, tức là nó cũng phải test tủng các thứ còn chán. Thì đấy, nếu mà anh em mà thích kiểu có tí banh trong danh mục thì anh em cũng có thể cân nhắc ba con đó, nếu mà rung lắc điều chỉnh xem ngày hôm nay xong nó như nào đã, cứ chờ cuối tuần này xem như nào cũng được nhé, không cần thiết phải vội. Cái thứ ba đó là mình chia sẻ với anh em là khi mà cái áp lực bán ấy của những cái nhóm lead ấy, thì mình thấy là hôm nay MRG trưa nay đã bắt đầu vỡ 64 rồi, đúng không? Vỡ 64 rồi, điều đấy là cái điều mà anh em phải chú ý. Hai là FPT không biết có gãy nốt hay không. FPT thì nếu mà gãy nốt 132 thì thực sự là dòng tiền của chúng ta sẽ reset thời gian tới đấy. Là anh em sẽ phải chú ý trong 2 tuần tới xem nó đảo pha con nhóm nào là phải yên ổn vào nhóm đấy. Nhá, khi FPT nó mà nó reset là rất nhiều cổ khác, những cái cổ lead của các nhóm ngành ấy là nó follow theo, và đợt tới này nó sẽ đảo pha. Anh em nhá, thì khi mà con FPT nó gãy ấy thì cái đó là cái mà anh em phải lưu tâm. MRG hôm nay là thấy là cuối phiên mà không rút chân là chắc là tèo rồi đấy. Đấy, còn mỗi là FPT Liên Việt các thứ là vững thôi, còn lại là các ngành trong ngành của nó là cũng tèo nhá, ví dụ công nghệ là tèo nhá, mấy con như là HVN, VOS các thứ, SMC các thứ là tèo nhá, rất tích cực. Họ Viettel, VGI, VTP các thứ là toàn tí tè nhá, cái đấy là rất tích cực, tại vì không như vậy thì dòng tiền không thể đào pha được, nên là anh em phải hết sức là lưu ý. Dòng tiền như vậy thì dòng tiền không bao giờ nó có thể là đào pha được.
bắt buộc nó phải bán bọn này bán bọn kia đi thì bắt đầu nó mới đảo pha, tức là nó phải có áp lực bán. Vì chúng ta biết rồi, 4-5 phiên là chúng ta đi sideways ở đây rồi mà không có lực cầu bật lên thì chắc chắn là phải đạp xuống. Chắc chắn là phải đạp xuống. Nhưng hôm nay cái sự đỡ của nhóm banh nên anh em sẽ cảm giác hôm nay đúng nghĩa là xanh vỏ đỏ lòng đấy. Và chỉ có banh nó đang đỡ thị trường thôi, còn lại sự đảo pha đang diễn ra ở nhóm midcap rồi. Và có thể nhóm midcap sẽ là nhóm có thể đảo pha sớm trong thời gian tới. Thì mình nghĩ rằng anh em nên dành khoảng 1-2 tuần để anh em quan sát xem là dòng tiền nó vào nhóm nào, thì anh em nên có vị thế ở nhóm đó. Mình nghĩ là như thế nó cũng phù hợp thôi. Có thể là tuần sau volume nó sẽ to ra. Hôm nay anh em thấy sáng ra đã hơn 10.000 tỷ rồi. Tuần sau thì nó hết đáo hạn rồi. Rồi báo có kết quả kinh doanh bắt đầu nó ra hết rồi. Kỳ vọng ai muốn bán là cũng đã bán rồi. Ai đủ kỳ vọng là cũng đã bán rồi. Thì tuần sau sẽ là tuần mình nghĩ rằng anh em có thể là bắt đầu đi chợ được. Thì nó sẽ đẹp hơn. Đi chợ lớn, tiền lớn vào tuần sau. Tức là cái tuần cuối tháng của cái kỳ ra báo cáo tài chính ý. Ví dụ cuối tháng 7 hay cuối đầu tháng 8 ấy, hay là cuối tháng 4 đầu tháng 5 ấy, nó luôn là thời điểm đi chợ rất là đẹp. Tại vì cái thời điểm giao toa đấy người ta, ví dụ người ta ra báo cáo rồi người ta hết kỳ vọng người ta bán đấy, kiểu vậy thì mình sẽ vào rồi mình sẽ kỳ vọng tiếp. Thì nó rất là hay. Và những cái áp lực điều chỉnh nó thường diễn ra ở những cái giai đoạn giao toa này. Và mình hy vọng rằng thị trường nó đỡ đần như thế này thì có thể giữ được cái hỗ trợ khoảng 1270. Hy vọng là như thế. 1260, 1270, hy vọng là thị trường vẫn đang trên MA20 thì có thể giữ được những cái hỗ trợ ngắn hạn này. Đấy, từ thế giới mà nó, thế giới đêm qua lên thị trường tăng rất là tích cực, nhưng mà ở Việt Nam thì nó là câu chuyện của cầu, nó là câu chuyện của đảo pha, nên là chúng ta phải từ từ, có thể nó sẽ tham minh đi sau thế giới đâu đấy khoảng nửa tháng đến một tháng, nên là anh em cứ phải bình tĩnh nhá, đừng có vội vàng, không phải vội vàng gì cả, cũng không phải chửi lên chửi xuống. Đấy là thị trường chứng khoán, lần nào nó cũng thế thôi, anh em cứ chửi lên chửi xuống. Câu chuyện bây giờ chúng ta phải tập trung vào để soi em là bọn nào sẽ là bọn dẫn dắt tiếp theo. Nó đảo pha sang thằng nào. Và mình phải có vị thế thăm dò dần ở những cái thằng đấy. Nếu cứ vị thế là anh em cứ thăm dò khoảng, ví dụ như là anh em dự kiến là ừ hôm nay thấy dòng tiền nó banh thì cứ dự kiến thăm dò trước 50%. Xong rồi nếu sau này mà sai thì bán. Đúng không? Đấy, tức là thấy ngành nào mà nó ví dụ 1-2 phiên tiền vào rồi bắt đầu phải thăm dò ngay, và nó khỏe ăn thị trường phải thăm dò ngay. Trước 50% thì sau này có vị thế rồi thì mình gia tăng nó rất là dễ. Ok. Thì đấy là cái mình nhắc anh em, còn tỷ trọng thì anh em nên duy trì quanh 50%. 50% tỷ trọng. Ví dụ như MLG hôm nay mà gãy thì bán MLG. Tức là con nào bán thì phải bán dứt điểm. Ví dụ thế. Đấy, rồi con nào mua thì cũng phải thăm dò, tức là vừa bán phải vừa mua. Đấy, chứ không phải là tức là anh em phải rất linh hoạt trong cái giai đoạn này như vậy. Còn nếu không thì anh em nên chờ đợi vào đến cuối tháng, mình có nhắc anh em mấy bản tin gần đây, anh em nên chờ tầm cuối tháng 7, đầu tháng 8 khi mà nó rõ ràng hơn thì anh em vào. Nhưng có thể anh em sẽ phải mua cao hơn một chút. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em đầu tư luôn thành công. Và hôm nay là một bản tin rất là kỹ, chi tiết về thị trường. Hy vọng là thị trường chiều nay có thể là có một cái cú rút chân của leader thì có thể nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mình cá nhân của mình thì mình mong muốn là ngày hôm nay đạp tới bến đi. Yeah. Cần đạt tới bến để dòng tiền nó đảo pha hẳn luôn đi thì nó sẽ êm đềm hơn, chứ tránh tình trạng là cứ rông dài nó mất thời gian lắm anh em ạ, rất mất thời gian. Đạt từ đầu đến cuối như này thì là đảo pha rồi, áp lực chốt lời là đảo pha rồi, anh em yên tâm. Chứ còn nó mà muốn đạp anh em bất ngờ thì chỉ có mấy phút cuối phiên thôi. Chúc anh em đầu tư thành công. Anh em mà muốn đăng ký vào nhóm nhận những cái thông tin của mình trong cái giai đoạn giao toa này thì anh em nhắn qua Zalo trên góc trên màn hình. Bye bye. Chúc anh em sức khỏe trong link bio TikTok nha.